Hello, xin chào mọi người ạ. Em là Yến và hiện tại thì em đang là tổng đại lý phân phối dòng sản phẩm cốc nguyên Chanel Teacup của công ty Minh Thảo GSC tại Tân Kỳ, Nghệ An ạ. Và ngày hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề rất là hay. Đấy là chiều nay thì có một em gọi điện đến hỏi Yến rằng là: "Chị ơi, em chưa sinh con thì em có thể sử dụng được cốc nguyên Chanel không ạ?" Vâng, và Yến nghĩ ra, Yến này sinh ra cái ý tưởng rằng là mình sẽ làm cái video này để Yến sẽ chia sẻ cho nhiều chị em nữa cùng biết đến cái câu hỏi này, hoặc biết đến cái trường hợp này, để mọi người có thể sử dụng cốc nguyên Chanel thoải mái nhé. Vâng, và khi mình chưa sinh con thì chị em phụ nữ chúng ta, nếu mọi người chưa sinh con, ví dụ một số trường hợp là những người đã lập gia đình nhưng mà họ chưa có ý định sinh con, thì mình vẫn có thể sử dụng được cốc nguyên Chanel bình thường. Cái cốc nguyên Chanel này nó sẽ sử dụng trong cái trường hợp đấy là những người đã qua quan hệ tình dục. Những người đã qua quan hệ tình dục thì chị em phụ nữ chúng ta sẽ sử dụng được cái cốc nguyên Chanel Teacup này. Bởi vì những người, nếu mà các chị em, nếu mình đã lập gia đình, mình chưa có ý định sinh con nhưng mình đã quan hệ rồi thì mình có thể sử dụng được. Hoặc là một số bạn trẻ đã qua quan hệ tình dục rồi thì mình có thể sử dụng được cốc này. Còn những bạn chưa quan hệ tình dục thì mình tốt nhất là mình không nên sử dụng, bởi vì có thể là khi mình đưa cốc vào mình sẽ mảnh tay hoặc là sẽ cho cốc vào sâu quá, nó sẽ làm rách cái măng trinh của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến cái măng trinh của mình. Vì thế là những bạn khi chưa quan hệ tình dục thì tốt nhất mình không nên sử dụng cái sản phẩm này. Còn cái sản phẩm cốc nguyên Chanel Teacup này thì mình sẽ sử dụng cho những người đã qua quan hệ tình dục, mặc dù mình chưa sinh con thì mình vẫn có thể sử dụng được. Thì đấy là những cái câu hỏi rất là hay của một bạn mà Yến mới nhận chiều nay, thì Yến sẽ Yến giải đáp cho mọi người cùng biết luôn về cái trường hợp, những cái đối tượng để có thể sử dụng được cái cốc nguyên Chanel này. Và nếu chị em nào quan tâm đến cái sản phẩm cốc nguyên Chanel Teacup này thì mọi người có thể là liên hệ với em Yến qua số điện thoại là 0978485910, hoặc là mọi người có thể kích xuống đường link phía dưới về trang Facebook của em Yến để em Yến sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người, hoặc là em Yến sẽ gửi tài liệu để mọi người hiểu hơn về cái sản phẩm cốc nguyên Chanel Teacup này. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video này của em Yến ạ. Và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo của em Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ.